thì mình phải lấy phần mình test. Đâu rồi đó, con mới là có 9 người đăng ký à. Trước khi quay thì mình phải test rồi con quá. Đúng rồi. 4 tháng. Hai chú hứng cao hôm nay là anh Ngọc chỉ là những người đi theo chị Hai thôi, đi chơi thôi, nhưng mà em Hương rất là cẩn thận kỹ lưỡng nha. Làm gì làm cũng phải test. Dù biết rằng là chị đi theo nhưng mà có trách nhiệm với diễn viên. Em Hương là như vậy đó. Bất cứ một diễn viên nào em cũng kêu test. Những người đi theo chơi em cũng kêu test. Chẳng hạn như là Nam Ngọc nè, rồi cháu nè, nói chung là đầy đủ, rất là cẩn thận. An toàn là chắc chắn quá. Chú Nam ơi, chú tương tác nhất clip của chú nhiều lên. Dạ. Rồi bây giờ là chị test cho em phải không? Bây giờ mới test hả? Mày nói đi. Dạ, bây giờ là hai người. Chị đi bây giờ nè, em phổ biến mọi người là hai người một hộp Dạ. Bây giờ con tép cho anh Khương hay là má tép? Ủa má tép hả? Không, con xé ra đi. Thể dục con tay đi, rút cái gì ra đàng hoàng cái đã. Đây là gãy luôn rồi. Nó chỉ là quay ôm. Năm qua vừa đăng cái. Rồi mọi người ơi, tép mọi người ơi. Đây bên thì đây tuy rằng là tay chị đau nha nhưng chị vẫn còn chọt em được. Ai chị chọt được? Trời ơi, nếu như không được thì dính một đẻ thì nó ra hơi gió á, rồi bẻ ngang rồi ngước lên. Cái người tép, cái người tép thì phải bịt mỏ con người. Người tép không bịt gì luôn. Đây, bữa nay là tép cho đoàn phim. Nói nha, đau nói nha cậu. Được chưa? Chảy nước mắt chưa? Chưa, vô nữa. Chưa, vô nữa. Vô nữa. Nè, ngoáy ngoáy nữa nè. Chưa. Đừng nói. Cái nó sâu quá, cái nó sâu rồi đó. Được rồi. Cái nó sâu rồi. Rồi đây tới. Rồi tới em, tới em. Rồi thôi má tự chọt má đi. Hai mẫu vô một nè. Hai mẫu vô một. Ví dụ Hoan nghĩ là mình đang hết nha, mà cái mẫu đó mà lỡ mà có dấu cộng á thì là mình lại té hai người. Bây giờ là má té là má vô với ai? Đáng lẽ con phải con rút lên thêm. Để té cho chị nè. Em chị vô. Lấy cái đầu kia em té chị. Đó. Rồi. Sáng ngày qua ngoài đây quay vô chứ sao ba bốn mấy quay mà quay toàn ngược sáng không kịp trời. Chị mở là mũi ra chị. Này qua nữa. Trời ơi, nó test mình nó thọc ra thọc vô thấy ớn lạnh đó. Con Ngọc đây. Con Ngọc với Khương một lỗ. Một lỗ. Một lỗ. Rồi, em hàng với bé đây, lỗ em mẹ té té. Bé 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 mi. Lấy cái chai cồn lại luôn mấy đứa ơi. Trời chai cồn nữa mới đúng. Cái gì đó tôi không biết. Lấy cái con của mẹ đâu rồi? Đây, đây chai cồn. Đây. Chị là nhiều lắm rồi đó. Cứ để hay là gì đó lại thấy vậy. Thôi bây giờ nè, nãy Khương nó Thương mới test cho em rồi, giờ thì chị cho Thương sạch nó đi. Test rồi mới sạch. Thôi mình bỏ chị để qua bên đi. Mình bỏ chị để qua bên đi, mình nói gì đó. Má bị té gãy tay con quên rồi. Sư phụ lo cô gái kìa. Má quay cô kia phải không? Lấy bên cái cây á. Đưa xe rồi mấy cái đứa kia nha. Trời ơi. Cái chọt cái ai chọt dùm nha. Để con cho. Từ nãy giờ sao vậy nè. Để con. Chọt cho. Để con cho. Con xịt con rồi nè, nha, đó. Rồi con ngồi xuống đi con. Ê, mà con sợ lắm. Trời. Nó ghé quá, cuộc đời nó chỉ để cho ta chó tay chú Nam lại cho. Đây. Ngứa nó đợi nè. Anh em tin tưởng nhau mà, đó sống vậy biết trời đó con. Trời ơi, đó đừng có lách. Lách cho chị chọt. Lách mới mệt đó. Lách thì cho con nó lách đầu. Lách mới mệt. Ăn ngồi nè. Con giữ đầu đó. Để ê, con thằng con cái gì vậy? Cái gì vậy? Đấy, chưa kịp để vô con đẩy đây rồi. Ủa mày. Sao mày kỳ vậy? Mới chọn con. Rõ rồi nhất rồi. Ủa đây. Tân Nam. Nam. Chưa có chọn. Chưa. Chưa có chọn nữa. Chưa có chọn nữa. Cái chân mới con vô à. Sợ rồi. Em chọn cái đàng hoàng. Không, con chọn nước con gà đã. Em để cho yên đi. Thằng này tao so mì đẻ đấy mà, nó dậy mới đau á. Ừ, dậy mới đau, để đi ngửa 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 đó. Từ đó chó từ từ ngửa lên. Ngửa cao lên. Trời ơi, của em với chị Ngọc còn vậy. Mấy mì. 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 Mấy mì.
rồi có xương dừa với lại cái sọc dài vậy nha. À, vô cồn vô mũi xịt cho ngâm ấy chứ. Rồi ghi tên vô, ghi tên của ai, của ai ghi tên vô nha. Của thằng Ngọc với con vợ là một, của chị Hai với ai vậy? Đột đau quá. Dạ rồi, mời rồi anh vô tới cái mũi nè. Cầm em tự chọn không à? Này nè, là tọt là biết chưa? Ừ, đúng không? Đây tôi chọt cho ngươi. Con số gì đây? Còn mấy con mày vô nữa. Đúng như vậy. Vô nữa. Đúng con xíu à. Ai mà được. Đúng rồi. Sao người ta bộ đúng không? Đâu. Vô rồi phải ngoáy nữa. Thôi. 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 Ừ, về đi đàn chứ cần người dính vô nguyên đàn về. Ok, về rồi nhé. Về rồi nhé. Rồi chị Hai đứng qua đây, chị Hai ơi. Chị Hai với Minh đâu? Chị Hai đã tết nè Hai. Căn đây, món gạch qua đây. Đây em nè. Còn lấy Nam đừng cho nó vô. Cho chọt. Chọt khỏi. Cái gì vậy? Chế diệu chứ. Gia đình tôi đã thành công. Ai tọt đây? Tọt chưa? Mày còn sao lắm, đông tinh đông. Đây nè, chị, em. Lê Nam Official. Lê Nam Official, Lê Giang Official, tất cả Lê Nam, Lê Giang là Official. Hãy cứ đăng ký Lê Giang là sẽ có Lê Nam. Ủa là sao? Ủa chị chị phải. Tại vì chung Official. À. Dạ. Với lại chung họ Lê Giang ơi. Dạ. Có, vậy chị bây giờ chị về. Trời ơi, nó chọt mũi mà nó làm như vậy đó con kìa. Gì vậy? Mất kinh lửa mũi rồi. Mất kinh hả? Lần thứ 35. Mất kinh hoài vậy hả? Thôi cứ yên tâm đi, cái mùa này cứ yên tâm mất hoài nha con nha. Vậy ngồi xuống má. Tới má kìa. Bây giờ chị Giang vô đây để em chọt chị một cái được không nè? Cho em chọt chị một cái. Chọt vừa vừa thôi nha. Nè, đưa đây. Đừng có chọt lúng vô ơi. Con với chú là cùng một cây đó. Okay. Mũi chị Giang trời. Không có sữa đó nghe. Mũi không có sữa, mày chọt xong mà rớt cái silicone xuống đất đi. Rồi bây giờ nói mũi lần ra. Cái mũi của chị Lê Giang là không có mũi của chị Lê Giang là mũi tự nhiên đó. Tự nhiên sữa trong mày suối. Nữa nè. Cái gì vậy? Trời ơi. Mạnh vô. Con mạnh vô. Làm cái gì như vậy đó. Đó. Con quỷ xong. Chưa có được, chưa có đúng tông. Bông ra ngoài thì bông làm chuẩn lắm. Chưa vô. Chưa vô có được. Chưa vô có được. Cái sụn nó ở phía đó anh nè, phải né cái sụn ra. Trời ơi trời. Nè tôi đứng là tôi chạy bóp cho YouTuber nè. Đứng hở nó dẹn. YouTuber quá trời rồi. Đây đây đây, dẹo ra dẹo. Kính thưa quý vị là cái đĩa mà YouTuber quá nhiều à. Đây là YouTuber của biết nè. YouTuber của anh Phương Dừa nè. Em chết quý vị á. Của má Hằng nè. YouTuber của chị Giang nè. Đi đúng phim mà nó chọt quá. Ai chọt má? Ê con này nè. Cái con xe số chị á. Em biết không? Bây giờ kết quả của con chú Nam nè. Ở đâu? Kết quả tôi sao rồi? Một gạch. Một gạch ok rồi. Tụm lum em chưa biết cái gì cho ngay tụm lum vậy. Em đau quá quý vị nè, nước mắt em chảy nè. Em chảy nước không quá trời nhiều luôn rồi. Nước chảy nè quý vị thấy không? Con nó mờ quý vị. Sao đau quá. Quý vị thấy tụi em kỹ không? Đi quay phim. Nhưng mà vẫn phải test Covid. Bảo đảm an toàn sức khỏe. 3 ngày là test một lần. 3 ngày là test một lần. Má còn test nữa đó má. À, má còn đi lên đi xuống nữa. Ai mà đi lên đi xuống là phải test lần nữa à. Còn mấy cả dài đi. Trời ơi. Mời anh Minh ra. Bông ơi, chị ai vậy? Không chịu test thì cả dài đi chứ giờ sao giờ. À dạ. Quá trời. Ngày nào cũng test vậy có 3 ngày test lần để bên y tế của phường người ta qua người ta kiểm tra cả nhà. Anh Hiếu test chưa Hiếu? Bây giờ là đi đi làm việc đi chị đang đi kiếm rồi qua test lần đi kiếm rồi. Test tới hết mấy đứa ơi. Không nói là nói thật ra là rất là nghiêm chỉnh nha. Rồi. Của chị hả Bông? Làm này đúng là quá quá ok. Nhưng mà bây giờ chị ơi. Nè quý vị của em nè. Mình vừa chị sắp ra trên em chưa? Đoàn cho xong nè. Mình đoàn có thể an tâm đúng không? Đoàn có thể an tâm.
mà bản thân mình cũng an tâm và tất cả mọi người xung quanh mình cũng đều an tâm khi mình đã test. Buồn quá vậy trời. Thấy đó. Bây giờ sao tối nay là cái kinh nghiệm quá ngọt rồi đó nha. Lên nào official. Tối nay là vậy, mà YouTuber nhiều quá. Đăng ký kênh em chưa? Rồi kêu rồi. Đăng ký Thanh Hằng official nghe bà con cô bác. Có gì quá trời ơi. Nói lại mẹ. Kênh này là kênh của em, cái nào đâu? Ủa Lê Nam. Cái này đây quay không? Thì cái này của em thì chỉ đang yêu cầu là đăng ký là coi như là theo dõi Thanh Hằng official. Đây là của Thanh Lê Nam đúng không? Là chị Giang tất lại em ơi, chị Giang chưa lên rồi chị Giang mà bị ngược quá. Đây của Lê Nam thì chị kêu gọi là đăng tên gì rồi theo dõi. Dạ chị vui quá, hàng gì kênh em vẫn 192 chưa có người mới. Vẫn có 192. Lên nè. Lên nhiêu? Không. Nhiêu rồi? Nè, cập nhật kênh này không? Này giống trực tiếp 219. Ê, chú chị nhiêu rồi? Sao chú không làm với mẹ hả? Từ từ. 219 rồi kìa. Thấy ghê chưa? Thấy tôi ghê chưa? Anh em xin lập cúng tổ bái tôi vừa làm sư phụ. Em chưa tết không? Chị đi cô. À, mấy anh vừa gà chú tết của anh chưa? Dạ. Chị sao? Anh Hương Dừa, chú chưa tát Hương Dừa. Phải tát nữa, tát Hương Dừa vô. Chữ tát Hương Dừa vô nữa nè. Nhiều người thấy nữa. Bấm tát Hương Dừa đi kìa. Trời ơi sư phụ chưa bấm tát sư phụ. Có bấm tát sư phụ vô còn nhanh nữa. Trời ơi, đây một người tự tát luôn. Đây nè, thấy chưa, ghê chưa quý vị. Vô luôn. Vô. Lẹ lên, bỏ vô kia. Bỏ vô. Đây. Lên. Ai tới ai chọt vậy? Sao ai lên anh? Sao rồi? Mới chọt chưa biết được. Em ăn người yêu hỏi không trả lời em. Xong hết rồi, trời ơi vui quá, cả đoàn một giặt hết trơn rồi. Trời ơi chị. Chị tết chung với bé nào đó? Chị đầy một cặp là vui lắm rồi. Chung nữ chị đừng có tết chung với nam nha. Vi mắt cấp nè. Tết chung với nam là dễ có thai lắm đó. Cũng được. Rồi nha. Cho anh luôn. Cứ 3 ngày là phải test một lần nha cả nhà. Nhưng mà mai mốt mình test á, mình cả nhà biết sao không? Tại trước khi mà đi lên đây quay á là đã test rồi. Test phải có test giấy test nhanh của rồi có giấy tờ mới đi được. Test hôm bữa lên đây được. Sau đó là bữa nay là sau 2 ngày là sẽ test lại nè. Dường như là tất cả đoàn âm tính thì mới được vô đây quay. Mọi người ơi, ổ kênh bên đây hơn bên đây quên cũng giới thiệu bên đây luôn, lộn máy chỉ nhiều quá, không biết kênh nào luôn á, chỉ nhiều quá. Chưa ủa cái gì tát tên kìa, tát tên quá kìa, tát chưa bà Phương, tát kìa, tát kìa ông kia chị chọn khách nè, bên Nam quá không biết gì vô cốt chưa nè, đi nhiên ưu tiên nhiên tế thể đi vô quay nè, ba quay xong chúng mình quá quá mới tắt cô quét xong nè, mặt mày đuổi thôi tắt xong rồi, nói chung là ai cũng phải mạnh ai cũng khỏe mạnh rồi. Đoàn phim tết nay có chồng một giấc kia, ai cũng khỏe mạnh rồi quý vị ơi, phim thôi tết này có chồng nhưng mà chưa có chữa, là tại vì mỗi người một gạch thôi, không ai có chữa hết, nói chung là như tính tổ lan hết rồi.